Hãy nấu cấm xin chào tất cả các bạn nha. Thì cô chú anh chị cũng nhờ hãy nấu cấm kiếm cho mình một miếng đất. Vừa ở vừa tu cũng có, vừa ở kinh doanh cũng có, và làm homestay cũng có. Thì hôm nay hãy nấu cấm cũng có miếng đất này. Để hãy nấu cấm quay lại cho bà con xem, rồi nếu mà được thì có thể liên hệ với hãy nấu cấm nha. Hãy nấu cấm sẽ hẹn rồi dắt đến nơi rồi cho bà con xem để mà được thì tính. Đây, xin mời đi theo hãy cho chân hãy nấu cấm vào xem. Đây là đi theo ông anh chủ đất nha. Thì đây hãy nấu cấm cũng miếng đất này á, nó nằm ở trong cách con lộ xe bốn bánh chạy là khoảng ba mấy đến 40 mét nha bạn. Đó, đây là hãy nấu cấm sẽ quay con đường đi vô cho xem. Rồi bà con mình cứ coi rồi thích thì giờ ý cứ liên hệ hãy nấu cấm và số điện thoại của anh chủ đất. Ở đây con đường đi vô. Bên trong này là một khu vườn. Rồi bây giờ theo cái vị trí đất của ông anh muốn bán nè, ông chỉ cái ganh đất cho bà con đó. Nhìn nè. Từ đây nè, đi thẳng xuống đây. Là cái chiều dài là hai công phải, miếng đất là hai công không? Dạ. Qua bên kia luôn. Rồi rồi. Là cái ganh ở đây nha các bạn. Ganh từ để mình quay lại cho kỹ cho bà con ta xem. Đây cái ganh từ đây. Từ hàng dừa đó. Đó từ hàng dừa. Từ hàng dừa đó là theo cái tay mình đây. Đó thẳng xuống. Cái miếng đất này vị trí rất là đẹp các bạn. Nếu mà bà con mà xây dựng cái khu này thì là hạ hết cái dàn cây này là nhìn xuống đồng bằng rất là đẹp, một cái cảnh cũng rất là ý tưởng cho bà con mở là homestay hoặc là nhà nghỉ hoặc là quán tùy theo. Đây thì đây miếng đất này là có nhà luôn nha các bạn. Đây vị trí nhà có sẵn luôn nè. Từ từ để đây là vị trí miếng đất này có nhà luôn bà con mình, ví dụ như muốn ở thì ở, còn không ở thì có thể là xây dựng lại nhà mới thì xây nha. Đây cho ông anh thì xem vị trí đất trên núi này mà có nhà sẵn thì rất là tiện cho bà con, để mà mình xin giấy phép mình sửa lại mình làm mới lại rất là dễ. Đây thì là cái nhà này nằm trong miếng đất luôn nha các bạn. Đây là quay cái nhà cho các bạn xem nè. Đó, cái nhà này nằm trong hai công đất luôn đó. Nhà thì cột bê tông vách tường, phía trên thì là cây gỗ lập tôn. Đây là cái khung nhà cũ của chủ cũ cắt rồi, bà con mình muốn ở thì muốn lại ở thì ở, muốn làm lại thêm thì làm. Rồi đây là phía trước nhà các bạn. Đó, mình sẽ quay rõ ràng cho, đây là coi như là người ta đất chủ, người ta đã lập vườn rồi. Mình có mua về thì mình muốn giữ vườn này thì giữ, còn mình muốn thay đổi gì thay đổi, muốn cắt nhà cửa, cắt homestay thì làm. Vị trí này rất là đẹp. Đây đi theo anh xuống máy dưới này cho bạn xem nè. Đây. Đó, đi theo ông anh thẳng xuống đây. Đó, tên bán cửa đó, lâu đó đứng ra cái này. Là vị trí này là hai công ha. Đó, là hai công đất. Có cây vườn sẵn luôn, đầy đủ trên mặt đất luôn. Rồi mình muốn giữ vườn là mình ở mà tu cũng được, hoặc là muốn phá vườn trồng cây khác cũng được, hoặc là muốn làm homestay thì vẫn được, tùy theo cái sử dụng của gia đình mình. Đây đây là một vị trí từ trên nhìn xuống các bạn. Đây nè, miếng đất này nó chi lăng tịnh biên núi Sam Châu Đốc luôn. Đây quay bà con xem nè. Đó, cái hướng này có thể là ngay cái tay mình là nhìn xuống là ngay chạy chi lăng nè. Đó, nếu mà bà con muốn làm homestay hoặc là muốn cắt nhà ở á thì có thể phá cái hàng tre này, phá bỏ hàng tre này thì nhìn xuống đồng bằng rất là đẹp luôn, cảnh là tuyệt vời, là không thể nào chê. Yeah. Đây là cái vị trí đất để mình quay cho xem. Thì trên mặt đất thì có cây ăn trái rồi, đầy đủ hết. Đây là cái vị trí mà từ ở trên đất Minh nhìn xuống dưới đồng bằng heo các bạn nè. Đó, mình zoom lại cho bà con xem. Đó, đây là cái vị trí là rất là đẹp. Đó, các bạn nhìn xem nha, đây là vị trí mình zoom lại nè, từ dưới từ trên miếng đất Anh Minh nhìn xuống thẳng dưới đồng bằng đó. Nếu mình làm nhà hay là xây homestay thì mình có thể hạ hết những cái hàng cây dưới phía dưới này. Đó thì nhìn xuống đồng bằng rất là đẹp, một cái cảnh nói chung cũng khó kiếm trên núi lắm nha. Thì miếng đất này thì dọn dẹn hai công, có nhà, có cây ăn trái đầy đủ trên mặt đất luôn.
đó, thì mình quay cho bà con xem, thì bà con nào vừa ý thì cũng có thể liên hệ với mình, hoặc là mình để hai số điện thoại trên màn hình á, số mình và số anh Minh, thì gọi liên hệ. Và muốn coi đất á, thì cũng có thể lên vô tới chân núi rồi liên hệ mình, mình sắp xếp mình với Minh xuống dưới bạn lên xem cho nó rõ ngoài hơn. Trong camera thì nói chung quay thì cũng một số góc nào thôi chứ không quay được hết hai con đất đây. Và bà con xin xem nha, là đó có vị trí là từ trên nhìn xuống nè, đó rất là thoáng luôn. Cái địa vị trí này nói chung làm homestay là không thể chơi được, hoặc là bà con nào mà có tiền dư giả lên đây muốn mua cắt nhà nghỉ hoặc là tu gia hành cũng rất là tốt. Vị trí này rất là yên tĩnh đó, mình sẽ quay cho bạn xem. Đây là cái phía trên của mặt đất nha, đó. Thì trên mặt đất này nói chung trồng cũng có đủ các loại đó, bạn xem nè, chuối, mít, bơ, tiêu, cam, quýt rồi có luôn nha. Nói chung là cũng đủ các loại cây trên núi á. Đây là anh chủ đất nè, cũng là anh Minh. Anh Minh ở đây thì nói chung là cũng có rất là nhiều miếng đó. Thì bây giờ anh Minh cũng lớn tuổi rồi, con cái không có ở chung, mình muốn bán bớt. Thì bà con nào có xem được miếng nào thì có thể liên hệ với mình hoặc anh Minh là lên coi. Còn muốn lên coi mà hẹn ngày nào thì có thể là liên hệ đi, rồi anh em sắp xếp xuống nước lên coi. Đó là đất của mình. Trên mặt đất này thì có nhà sẵn, cây ăn trái rồi đầy đủ hết, có điện có nước luôn. Có điện nước đầy đủ luôn, xe chạy tới chỗ luôn, nó rất là tiện nghi và thoải mái đó. Bà con nào có nhu cầu ví dụ như là muốn giữ cái những cái cây ăn trái này lại ăn á, thì vẫn được. Còn muốn khai thác trồng cái mặt cây khác thì vẫn được, hoặc muốn làm nhà làm homestay thì vẫn được hết nha. Đó, mình giới thiệu cho bà con, tại gần đây cũng bà con điện kêu mình kiếm rất là nhiều người kêu kiếm cho những miếng đất nào mà phù hợp cho bà con ở tu cũng như nghỉ mát trên núi Cấm này. Thì Hải Núi Cấm cũng xin chào tất cả các bạn. Thì nãy giờ Hải Núi Cấm cũng đi quay vòng vòng miếng đất của anh Minh ở đây. Ở đây thì nó thuộc dạng đồi thiên tế, thì giá cả thì bà con là muốn mua thì có thể gọi vào số 2 số hotline mình để trên màn hình nha. Anh Minh không có báo giá trên trên đây, đó là mình cũng chủ đất không cho báo giá, thì mình cũng không có được phép báo giá, cho nên bà con cũng thông cảm. Thì muốn mua thì cũng có thể liên hệ vào hai số hotline để trên màn hình giùm nha. Đây là phía ngoài đường, đây là con đường xe 4 bánh chạy nè, đó. Còn con đường này là đi vào miếng đất mình mới quay với thầy nha, đó. Đó mình sẽ quay rõ ràng cho. Rồi cái hướng này là đi vào hang hổ ở đồi thiên tế, còn đây cái hướng này là đối diện với đền vua Gia Long. Đó là mình chỉ rõ cái vị trí đất của anh Minh là kêu bán hai công ở đây. Bà con nào có mua thì có thể liên hệ. Hãy nó cấm cũng xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.